Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Tuần qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình ông Nguyễn Hùng Son, là dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Sơn, thôn 2 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 74m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình vệ sinh. Tổng giá trị 140 triệu đồng. Trong đó, công ty Trực Thăng Miền Nam, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ 60 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Long Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng và gia đình góp thêm 60 triệu đồng. Ngôi nhà làm món quà thể hiện tình cảm sâu nặng giữa quân đội với nhân dân, góp phần cùng địa phương chăm lo cho các đối tượng chính sách, cán bộ chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang tỉnh, tạo điều kiện cho các gia đình giảm bớt một phần khó khăn, ổn định cuộc sống, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở trước đây hoàn cảnh cũng khó khăn chị, hai chồng làm hoài mà không có đủ ăn. Có được căn nhà này em mừng lắm, có chỗ che nắng che mưa cho các con em ở, cho nó học đồ đàng hoàng.